ngày con nướng 4 cái thịt. Bây giờ con nướng 5-6 ký. Đó, cái đó là cái nhân chả giò của diễn giả. Mà dọn xong rồi tới 9 giờ tối luôn. Ngày thường thì bán chả ít thôi. Chú anh chị và tất cả các bạn, sáng ngày hôm nay thì Phú sẽ đi theo lời hướng dẫn của một bạn khán giả, ta sẽ đến chợ Bình Tiên. Em Phước Travel xin chào quý vị khán giả, Gia Phú và Mèo rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Thì sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến chợ Bình Tiên để ăn theo địa chỉ của một vị khán giả chia sẻ cho Phú và Mèo. Hả cái gì? Cái bệnh gì vậy? Đi chợ mà đi chợ mình đeo cái bệnh. Không, thật sự là tại vì gửi xe quý vị khán giả có mới mua cái áo mưa hết 200 mấy 300 ngàn, để không dám để ngoài xe, không gọi sớm được. Dạ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bún thịt nướng. Theo nick của cái anh Quang Thái Lê 9038. Đầu tiên cảm ơn anh ha. Bây giờ chắc là mình vào trong, thì ở ngoài mình chạy vô gửi xe đây nha quý vị khán giả. Thì từ lúc mà đường vô á, là cũng có mấy chỗ gửi xe ở ngoài á, nhưng mà Phú gửi ngay trong chợ luôn, thấy cũng rộng rãi. Rồi bây giờ mình đi vô đây quẹo. Đúng rồi, quẹo phải trái. Theo như Phú hỏi á, thì ở đó là sạp 31 lô A, nhưng mà lại không có ghi cái số sạp. Đó, đi vô luôn. Vậy cho giống đi chợ có cái giỏ gì chợ. Phú sợ thì Phú không biết là chợ Bình Tiên là cái có cái câu chuyện gì không. Thì quý vị khán giả nào có biết xuất xứ chợ Bình Tiên như thế nào thì chia sẻ thêm ha. Đâu rồi? Anh đã nói là cứ đi vô nhà lòng chợ sẽ có cái ống khói cho mấy nhà đó. Thì nãy mình đi mình thấy cái chỗ này nè, không biết đúng cái chỗ anh Thái chỉ hay không. Thì đi chỉ thấy có cái ống khói chỗ đó thôi. Rồi thôi mời quý vị khán giả mình ghé thử đó nha. Đây đúng là bún thịt nướng nè. Dạ rồi, em đã vào được cái quầy bún thịt nướng mà anh Thái đưa rồi. Giới thiệu quý khán giả, đây là cô Hương và chú Quấy. Đó. Giới thiệu quý vị khán giả ha. Ở đây là 30. Mua đồ ăn không? Không, cũng á. Dạ. Ở đây là mọi người gọi cô có để tên gì không cô? Không, không có để tên. Cứ để cái bảng bún thịt nướng vậy thôi ha. Hàng bạn có sạp có địa chỉ gì không cô? Sạp 31. Sạp 31. 31 luôn ha. Dạ. Thì 5 giờ là bắt đầu cô dọn ra rồi đúng không cô? Không, 6 giờ rồi. Mà cái bạn có để 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Chợ này bán tới 5 giờ chiều rồi nha quý vị khán giả.
ngày đó, nghỉ đó, cô có nghỉ ngày nào không cô? Ở nắp khi nào cũng chuyện làm gì anh? Khi nào có công chuyện đám tiệc à? Dạ. Ở chỗ này bán ta suốt. Khi nào đám tiệc à, nó nghỉ. Thì nãy Phú đến thì cô đang nói là đợi tôi xí, cô đang bày đồ nguyên liệu lên, là cô đang nướng nem nè với chiên chả giò trong đây nè. Thôi bây giờ mẫu diễn giả mình xem ha. Dạ, nói chung là không gian của cô bán thì sẽ hơi hạn chế đó. Cô đang cuốn chả giò vô chiên. Sóng bưng để đứng lên luôn cho dễ cô. Ừ. Cô đứng đi cô chưa chồm quá. Đứng là khó làm hơn ngồi hả? Ngồi không mỏi hả? Đứng thì mỏi chơ mỏi hơn. Ngồi hết đó đứng nhiều. Dạ. Đó khoai môn không hả cô hả? Khoai môn với lại thịt, với tôm, với lại thịt bào, với củ sắn. À. Lát chắc để cô để cái thao lên nó quay thì sẽ dễ hơn. Giờ cứ coi cô cuốn đi. Dạ. Dạ. Mình với lại đời má chồng là bà ngoại chồng là ba đời rồi đó. Ba đời. Wow. Bán trong chợ này không hả con? Không, chợ còn bốn. À. Cái này nem hả cô ha? Cái này nem. Nem thịt không hả cô? Thịt với mỡ hả? Thịt với mỡ. Cái này tỏi. Tỏi. À. Bếp chạy giò ở dưới, bếp nướng ở trên. Là bữa giờ là do cô mệt cho nên là bán bày ra chậm hả cô? Đúng rồi. Yeah. Làm nhiều quá mệt. Nó 7 giờ mới về lần á. 7 giờ tối hả? Đúng rồi. Ồ, chợ này bán đến khuya quá hả cô hả? Không có bán khuya được, tại tôi làm có mình à. Dạ. Yeah. Dọn tối quá. Bán tới 5 giờ mà dọn xong tới 7 giờ. Rồi. Dọn giờ mắc quá, không có bán lên giá thấp quá. Bướng người á, không có đủ chi tiêu, đồ mắc quá, rau cải gì cũng mắc, bán cao quá thì khách hàng thì kệ đi, tự làm. Chứ hồi đó má chồng tôi bán 4 người nhiều lắm, 4-5 người lắm, dạ. Nó xíu à, mấy ngày thường chứ mấy ngày đông tôi làm không kịp, tôi quay gì lắm. Nhưng mà chủ nhật với mùng 2 mấy ngày cũng á. Nghĩa là con cũng chạy vòng vòng ngoài con kiếm á chứ. Thì đi theo hướng dẫn. Cái bánh tráng là bánh tráng xịn nè. Là bánh tráng gì? Bánh tráng này của... coi thử nha. Bánh tráng này của... Ồ, cái bánh tráng sao nó nhìn nó mềm mềm quá. Phải mình xước lá cho nó mềm á, dễ quấn á. Bánh tráng này 13 cái 15 ngàn nè. Có 13 cái thôi. 13 cái 15 ngàn. Bánh tráng xịn nè, bánh tráng của... của gì quay? Của Chi. Ồ. Bánh tráng của Chi, bánh tráng tay á, ta tráng tay, còn bây giờ tráng máy nè, có muối nè, có bột năng nè, không có chiên được. Dạ. Bánh tráng này là có một chủ thôi, mới mất bà này mất, biết ở đâu có bán. Dạ. Ồ, quý vị khán giả nhìn thấy cái bánh tráng nó dẻo ha, nó không có mềm giòn. Bánh tráng gục gạo không, không có muối nữa đó. Ăn thử biết, không có miếng muối nào luôn đó. Nó mềm lắm mình dạ, đó. Nó không có miếng muối nào luôn, nó lạc chắc là. À, muối là cái màu trắng trắng hả? Muối là vô bánh tráng nó mềm. À. Cuốn cái giò nó mềm lắm mà nó đen. Dạ. Còn cái này cuốn cái giò nó không có đen. À. Cái giò nó màu lên màu. Mình đang làm tô 30 hay 35 vậy cô? À 30 với 35, 35 là đủ thứ, 30 dạ. Là không đủ thứ. Dạ. Mà cái tô cô đang làm là bao nhiêu? Cái tô ông Đặng bằng ít lắm. Ông bằng có 20 ngàn. Trời, 20 ngàn cũng bán luôn hả? Kệ đi, mối ở bạn hàng ở đây không à. Bạn hàng ở đây không à, ông ăn vậy là 20 ngàn á. Dạ, 20 ngàn là một cây nem vậy ha. À, 2 cây là 30. Ờ. Cái bông trong cừu được không? Mỗi lần nướng ra khoảng được mười mấy xiên à cô ha? Một ngày cô nướng 4 cái thịt. Bây giờ cũng 5-6 ký. Cái bếp đây để được có khoảng mười mấy xiên. Biết 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15 xiên á. 15 xiên. Con chuột chẳng 13 cuốn, con sắp có 13 cuốn vậy đó. À, một chảo chiên được 13 cuốn ha.
Thường là tầm chợ đây này là tới mấy giờ là cô bắt đầu là bán khách họ, họ tới họ ăn cô? Nói chung mấy bữa nay đã banh nhắn lắm. Lúc trước là cô bán suốt luôn á, không có nghỉ, không có nghỉ ngơi gì hết, bán suốt. Ủa sao đã banh nhắn chắc là banh ta bán thích tim rồi dưới hết tiền cho bán ấy á. Nửa khách nào cũng ấy. Nói chung ai cũng vậy. Cô có đá banh không? Không. Là về tới nhà làm tới 9 giờ mới xong, tới 9 giờ rưỡi không có thời gian nữa. Cái nhân chả giò á cô hả? Đúng à, rồi. Có củ hành hay không? Đó. Khoai môn. Đúng rồi. Với lại cái gì nữa nè cô? Sắn. Nãy có cái gì có tôm gì hết cô? Thành tôm, mà giờ tôm chưa có lấy kịp chút xíu à. À. Anh đi chợ đi anh. Xay ra ở trong luôn đúng không cô? Không, tôm mình tự cắt chứ không có xay. À, tôm cắt. Tôm mình tự cắt. Tức là tôm tươi, tôm sống cô cắt đúng ra. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, như vậy là cái giờ giấc anh Thái đưa sẽ có hơi lệch một tí xíu là từ 6 giờ sáng 5 giờ chiều. Anh Thái ghi là từ 5 giờ. À, mà mình cũng có trừ hao rồi. Là mình đi cũng giãn ra. Anh đưa là từ 5 giờ đến 11 giờ trưa. Sao đây thì 6 giờ đến 5 giờ chiều. Sao nó lệch dữ vậy trời? À, sao lệch dữ vậy ta? À, hay anh nhớ lộn gì không? Mà đúng rồi nè, có cái ống khói rồi. Đúng nghe lòng. Thì chỉ miêu tả vậy, mình đi vậy thôi. Thì chắc là đúng với quán của anh chia sẻ à. Nhưng mà cũng chia sẻ thêm với diễn giả biết thế đó, rất là nhiều khán giả đưa quán cho Phú. Nhưng mà đôi khi á, mình không có quay được một số quán đó. Thứ nhất là do thiếu hình ảnh, hay là do quán không đồng ý. Ở đây cũng là một ví dụ cho quý khán giả. Thì Phú cũng đến đây tầm 6:30, 6:45. Bây giờ thì bữa nay cô cũng mệt và cái quầy nó cũng hơi hạn chế, cho nên là nãy giờ Phú vẫn phải ngồi đợi để cô bày biện chuẩn bị xong để quay. Thì sẽ cố gắng để quay được gọi là có cái hình ảnh hấp dẫn cho quý vị khán giả. Tại vì quay mà chủ yếu là quay cho quý vị khán giả coi, phải thèm, phải ngon mắt thì mới được. Chứ còn nếu mà để làm sao thì tụi mình quay vẫn được thôi, nhưng mà chỉ là nó không có đủ hình ảnh hay là coi nó không có sướng con mắt, nó cũng khó chịu trong người. Đôi khi có nhiều cô chú cũng kêu là món ăn ngon á, không quay. Nhưng những cái địa điểm gần á thì Phú có thời gian thì Phú qua Phú tìm hiểu và mình góp ý cô chú thêm để quán để có bày biện nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn thì nó cũng dễ hơn. Ở đây thì quá xa nên là chứ là trong chợ nữa. Mình cố gắng đi một lần cho quý vị khán giả để thấy được cái thực tế. Đôi khi có những quán muốn nhưng mà không làm được. Trước giờ là chỉ có hai cô chú bán đó hả? Hồi trước bốn người đông lắm á, sao mà chợ vắng quá. Giờ thấy còn hai người lay quay làm từng thứ. Hồi trước chợ đông lắm. Sao giờ nó vắng? Một mình cô là ôm hết cô trong này. Đúng rồi. Em cuốn chả giò, xào thịt, sắc rau. Cứ hết là làm, gần hết là làm như Tết là tôi nướng, thịt nướng thì Tết tôi nướng 6kg, 7kg là không mà tôi nướng. Mà dọn xong rồi tới 9 giờ tối luôn. Ngày thường thì bán chẳng ít thôi. Đó, cái đó là cái nhân chả giò của diễn giả. Cắt có bầm. Mình không cần lột vỏ hả con? Không. Lột vỏ nó đâu có giòn đâu. Là nó già quá. Nó mít non hả cô hả? Đúng rồi. Là nó già quá nè. Cắt nó đứt rồi. Đó là mình luộc thôi đúng không cô? Cái này người ta hầm á. À hầm. Ở Hóc Môn nó hầm đồ lắc á. Nó mới lên được màu này. Mũi đẹp lắm kìa, đỏ tươi kìa. Còn bữa nay sao nó trắng đó chứ. Là người ta hầm ta đưa cho mình luôn hả? Đúng rồi. 1kg vậy 70 ngàn. Wow. 40 ngàn chứ. Ờ, 1kg 40 ngàn. 40 ngàn ký, 2kg 70 ngàn.
Bữa bữa bằng đẹp lắm, cái màu nó đẹp tươi luôn á. Bữa nay cái màu nó xấu rồi, bữa nay nó làm như nó hầm chưa có tới thôi. Nó còn tái á. Rồi cô làm cho con tô 35 nha. Rồi, để sắp với nhau không? 35 là có đầy đủ hết á, nem với thịt luôn đó. Đúng rồi, đầy đủ hết á. Đầy đủ hết 35 ngàn. Ủa, mấy cái này bán lẻ cô bán sao? Thịt nướng hả? Thịt nướng không 10 ngàn cây. Dạ. Chả giò 8 ngàn cuốn không bao rau. Còn có rau tới 10 ngàn cuốn chả giò luôn. Dạ. Đó, bán đi siêu hết rau rồi cô lại cắt tiếp. Cô không có cắt nhiều. Bán ra 16 á là tôi bán tới 4 kg rau rồi. Dạ. Cải là bán 300 ngàn tiền cải lận. Ngày nào cũng bán á. Ngày trai vẫn bán. Ngày nào cũng bán á, lớn nhỏ gì ngày nào cũng bán á. Rồi. Dạ. Đi leo. Bít non. Bít. Có 30 hay 35 cũng có mít đúng không cô? Cái nào cũng có hết á. Dạ. Tại có người ta không biết ăn thôi. Wow. Cái này cô có cho thêm không vậy? Không, bán bình thường là nó vậy. Wow. Cái này thôi. Nãy giờ ngó chưa thấy, nãy giờ là người ta mua 30, 20 không à? 30 là nó không có đầy đủ. Rồi tô này 35. 35 là đầy đủ. Quá trời. Ồ. Dạ rồi. Giờ là 8 giờ, chúng ta đã được ăn. À, quay ăn không phải giờ là sung sướng nha quý vị khán giả. À, như đến mà nhiều khi mà gặp những quán mà chưa có chuẩn bị xong là phải ngồi đợi cả một tiếng, thậm chí là có lúc là đợi một tiếng mấy, gần 2 tiếng, để lỡ lên rồi thì đâu có thể nào về đâu. Phải cố gắng ngồi đợi những cái khoảnh khắc để bắt được những cái khoảnh khắc đủ cho quý vị khán giả coi. À, thôi thì bây giờ là Gia Phú xin mời quý vị khán giả, quý cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô bún thịt nướng nha. Thì hy vọng là clip này nó được hình ảnh mình đã cố gắng lấy rồi, tại thực sự là cái tô bún này như anh Thái đưa đó, quý vị khán giả cũng thấy là 35 ngàn, thì cái tô bún này thực sự là quá nhiều đồ ăn đó, cho nên là cái clip này mà nó không ấy thì nó hơi uổng cho cái clip mình. Hy vọng là sẽ được nhiều view để bù lỗ. Để bù lại kinh phí. Rồi, ném luôn nước mắm nha. Cô ngồi ở cái hàng nước, ở cái quầy nước kế bên quán của cô. Mắm là nếm thì không có thấy ngọt nha. Chàng giờ để xem nó có rút cái bớt cái ngọt ở trong với cái mấy cái đồ ăn này không. Mình bắt đầu mình chan từ đâu đây? Chan sắp sắp ở dưới đi, lát hồi trộn lên. Chưa có ăn cái chả giò không với là cái thịt không, cái nem không. Rồi thì chứ đi chả giò. Giòn. Tại cái đợt đậu á thì á mình không có thấy được cái tôm ở trong cái thao. Cái đợt sau thấy cô cắt tôm thì, mà tôm thì cô cắt cũng kiểu không, cái gian vừa đủ, chắc là cũng sẽ có miếng có miếng không á, không có điều đâu. Bây giờ Phú đang kiếm ăn có tôm nè, nhưng mà ăn ở trong cái nhân thì khoai môn bùi rất nhiều. Có miếng có trúng thịt thịt. Nó sẽ rải rác ra không có điều, nhưng mà cái chả giò ăn ngon rất là bùi. Đây tô bún đây là ngoài nem nướng là có thịt xào. Thịt mà gia vị thấm vừa đủ, thơm hành, có mùi xả nữa đó. Nên thì nó hơi cháy một chút xíu, mình lật lại mình ăn cái bề mặt bên đây trước đi. Nói chung có mình cô ở trong nè. À, thấy có hai cô chú bây giờ bán cái tô rẻ như vậy rồi mà thuê thêm nhân công thì
Nếu vậy thì phải tăng cái kinh phí lên. Mà bây giờ đã bán giá quen vậy rồi, mở quán ăn nó cũng là một cái gọi là áp lực về cái giá quý vị khán giả. Khi mà mình đã bán quen rồi, thường cái quán đã bán quen rồi, có lượng khách rồi, mà chỉ cần mà thay đổi mức giá đi một chút xíu tự nhiên cái mất khách. Cho nên là có nhiều hàng quán họ không sợ, không có dám tăng giá. Nhìn thì nó khô nhưng mà ăn nó không có khô, tức là cái tỷ lệ mỡ của nó sẽ nó nhiều hơn cái tỷ lệ thịt, nên ăn là nó béo mềm, thịt béo. Đây đâu quý vị, thực tế ha, quý vị cũng có thể thấy thì đồ ăn cô làm ra, cứ vừa làm ra thì khách tới mua thì nó lại vơi. Phú cũng muốn đợi lắm nhưng mà bây giờ là đợi nãy giờ 1 tiếng mấy, 2 tiếng rồi, đói quá thôi mình ăn, mình quay ăn đi coi có sao quay dậy thực tế. Trộn quá hớp, quá hớp thiệt. Chung là thịt chả giò nem ăn rất là ok. Thịt thì không, thịt thì vừa thôi, nhưng mà nếu mà được xào đậm hơn một tí nữa đó. Nãy Trang sơ sơ, bây giờ Trang thật tình ăn ngập luôn rồi đó. Vô cái mắm á, khi mà nếm ở ngoài thì nước mắm nó ngọt, vô đây thì cái ngọt nó bị rút bớt, nó những cái đồ chua á thì bây giờ mình nếm vô thì nó lại ra được cái vị chua. Khi mình nếm ở trong nước mắm thì nó không có ra vị chua như trong đây, cái ngọt nó rút bớt vô cái rau bún cái gì đó, dạ cái vị nó dịu lại hơn. Nó sẽ nếm ở ngoài thì cái nước mắm này cái kiểu giống ngọt, ngọt kiểu miền Tây, nhưng mà khi mà bỏ vô đây rồi thì cái hương vị nó gia giảm xuống, nó sẽ cũng sẽ nghiêng một tí xíu, nó ngọt miền Tây nha. Thịt nướng heo quay nha. Nhìn giống miếng heo quay không quý vị nghĩ vậy? Miếng heo quay mỡ ha. Không, mà nghĩ đồ chai chắc lấy cái này làm cũng giống nè. À, mít nha, mít nha, mít nha, mít non. Mít, vị của mít nó sao nè? Kỳ giòn. Thơm không? Thơm thì không. Vị thì nó cũng không có bùi nhiều. Đó. Kiểu ăn nó ướt, nó không biết hình dung sao cho cái vị gọi là cái vị mít non. Nó có thêm cái vị, cái mùi của cái mùi mít tí sơ của cái mít non đó, tí thôi, ăn nó lạ lạ miệng thôi. Rồi đó, vì cái thịt nó lượng mỡ nhiều cho nên là nó không có nhiều thịt, cho nên nó không có giữ được cái miếng thịt chắc đâu, thành gấp rồi nó sẽ bể ra. Nhưng mà ăn thì nó béo, thật nó xen lẫn giữa cái lớp mỡ. Tốt quá, tốt quá, chưa ăn được con cái miếng tôm. Chả giò là tôm tươi cắt vô, tôm phải là xay mà là cắt. Hôm mô mình ăn rất là nhiều, rất là cảm nhận mẻ sao, cái mình phải ăn đúng cái mẻ sao có cắt tôm. Nhiều lắm, ăn cái bình rất là đã. Dạ rồi, cũng phải xin kết thúc chiếc clip ở đây ngày hôm nay thôi. Một lần nữa thì cũng xin cảm ơn anh Thái đã chia sẻ quán bún thịt nướng này đến tất cả quý vị khán giả. Thì cũng xin chia sẻ thêm để cho quý vị khán giả có chia sẻ quán đến cho kênh á. Thì nếu được thì quý vị khán giả chụp thêm hình để hoặc là có số điện thoại gửi vào cái fanpage của kênh ở phía dưới á, thì Phú sẽ có được cái số điện thoại Phú gọi đến và xin phép quán là một. Thứ hai là có hình ảnh thì Phú cũng sẽ dễ hình dung hơn và tính được cái đường hướng để quay, thì cái clip nó cũng sẽ tốt hơn và nó hấp dẫn hơn để gửi đến cho quý vị khán giả coi. Đó. Rồi thì với giá 35.000 cho một tô bún phải nói là đầy đủ nhiều đồ ăn. Và
Nước mắm thì cũng rất là vừa khi mà chan vô, nó không có bị quá ngọt. Và nếu mà để tăng đồ chua thì bỏ thêm cái đồ chua vô. Cái chả giò hồi nãy của Phú là chưa có tôm. Cái mẻ đầu cô làm chưa có kịp đó, cho nên là những cái mẻ sau thì có tôm hơn. Thì quý vị khán giả nào đã từng ăn cái quầy bún của cô Hương thì comment ở phía dưới nha. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những clip hấp dẫn kế tiếp.